Miền quê Đông Bắc kính chào cô bác bà con nhé. Đây xuất hiện tại trên màn hình ảnh đây, có một số bác đã trồng cây này rồi thì các bác biết, còn các bác chưa trồng thì em sẽ giới thiệu cho bác nhé. Đây là giống Valerium nhé, hay là người ta gọi cây hông ấy, có một số nơi người ta gọi là cây hông. Đây là một loại cây lấy gỗ nhá, lớn rất nhanh nhé các bác nhé. Đây này, lá cái mùa ở miền Bắc cái mùa đông nó rụng cái lá đi rồi, bây giờ nó bạc mọc trở lại đây này. Đây khắp khu vực này là cái vườn cây này luôn. Đây em lấy gần lại cho các bác xem ra đây này. Cây này lúc còn bé thì còn giống thì ở trong nó rỗng các bạn nhé, cây phần thân gỗ cứng ở bên ngoài nhé các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống phía bên dưới vườn để xem gốc cây của nó như thế nào nhé. Đây các bác có thể quan sát ngay phía bên dưới này, những cái gốc này, cây này được 8 tháng tuổi rồi nhé các bác nhé. Mà nó đã lớn như thế này rồi. Trên thân của nó hạt lấm tấm chỗ này dốc quá em chưa xuống được, em qua bên kia em xuống để review thật kỹ cho các bác xem được cái lá của nó này. Đây để em chỗ này em đứng bứt lấy một cái lá cho các bác xem này. Cây hông nhá, nó có tên là tên tiếng Anh là Plumnia gì ấy. Mình cũng không dành lắm nhưng đại thể là cây này các bác cũng theo dõi để em chia sẻ cho các bác nhé. Cái lá, em thử bứt một cái lá này. Đây này, lá khi về lớn cây nó có tán rồi, nó lớn này, nó như thế này các bác này. Đây lá rất to nhá. Mình thử bẻ cái cành này xem ở trong nó có rỗng này. Cái cành này nó khô rồi đây. Ở trong là nó rỗng nhá, cây gỗ cứng nó ở nó phần cứng nó ở bên ngoài thôi. Đây đối với cành non ở trong nó rỗng như vậy đấy. Cây hông nhá, lớn rất nhanh luôn, cây 8 tháng tuổi mà lớn như thế này rồi. Nãy nhảy xuống đây để ôm cái cây để lấy ra thế nào. Đây các bạn là cái gốc của nó phát triển mà nó cứ có chấm này. Cây lên rất đẹp, rất cao luôn nhá. Nhìn dưới này, nhìn các cái cây các bác thấy này. Có một phần ở ven ven dưới cây nó còn nhỏ hơn, nhưng mà những cây như này là lớn cực nhanh. Em thử vòng cái tay vào thế này. Làm sao hết được đây nhá, để hai găng tay, cứ găng tay hết cỡ ra này. Đây này. Cái này to rồi. 8 tháng mà nó to lớn được như vậy được đâu, phải vậy đây. Các bạn nhìn thấy hai cái bàn tay nó còn bằng này nữa, nó chỉ được một nửa thôi, hơn một nửa tí. Đấy. Cây lớn rất là nhanh các bác ạ. Đây các bác thấy, nhìn thấy cái lá của nó nhá, rất là đẹp đó. Cây cao lắm, mình ở đứng tận trên đường này mình quay xuống này. Cây rất cao luôn, như cây này nó chắc có 7 đến 8 mét này. Còn những cây ở phía dưới kia, những cây ở phía dưới kia là chắc phải cả chục mét rồi ấy. Nó cũng tùy theo đất nhá, trồng cùng nhau nhưng mà đã đến 8 tháng cây nó cũng lớn hơn, nó cũng không đồng đều, không tương đều lắm. Đây là một cái loại cây, nếu mà theo mình thấy là độ tốc độ lớn là hầu như là hàng đầu, không có một loại nào mà nhanh được 8 tháng mà như thế này. Mà giống cái này nhá, là về đến tại vùng mình đây nhá, lại Phúc Sơn Chiêm Hóa Tuyên Quang là 20.000 một cây này. Mà trong khi đó là người ta hỗ trợ 70% cây giống nhá, và ký hợp đồng bao tiêu các bác nhá. Cho vay luôn, cho vay 70% cây giống nhá. Đây là của vườn của hộ anh Chẩu Văn Khiêm nhá, có địa chỉ tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhá. Lần đầu tiên trồng cái loại cây này đấy. Hỏi thí điểm em sẽ cùng các bác di chuyển xuống bên dưới kia xem ở bên dưới kia nó sẽ phát triển như nào nhá. Đây các bạn có thể quan sát đấy, tại góc máy này nhá. Các cái cây của nó đây, các cây lớn mà nó thẳng tưng lên đến tận trên luôn, rất là thẳng đẹp. Mình quay lên trên thì nó bị phản chiếu ánh sáng nên là nó hơi khó nhìn một chút. Đấy rất là cao luôn. Cao mà đẹp các bạn ạ. Đây máy nó đang cố đường để mà khai thác các cái cây khác, còn cây này giữ lại này. Đây các bác nhé, sau người ta ký hợp đồng bao tiêu hoàn hoi nhé. Cho vay phần trăm không tính lãi 70% cái giống luôn. Và theo như em quan sát thì các bác thấy như này, ở dưới cỏ thùng bì thì không đáng ngại, nhưng mà ở những cái chỗ mà không có các cái cây mà cây tạp cũ ấy, thì nó lớn nhanh hơn. Và em sẽ chuyển hướng sang bên này để các bác cùng theo dõi này, những cái gốc mà nó còn như có gốc xấu đây này, thì các cái cây trồng ở ngay bên nó cũng bị ảnh hưởng một ít, nhưng cũng không đáng kể gì, nhưng mà nó lớn hơn, chậm hơn một tí này. Đây các bác, cả một cái khu vực, một cái vạt bên này luôn, và trồng đã mang vào trồng thí điểm mà mình thấy lớn đẹp thật. Đây nếu mà chủ nhà mà chăm được kỹ hơn nữa mà phát hết những cái cây thục bì ở dưới này đi thì còn lớn nữa. Đây nhá, đây là một cái cây mình nghĩ là
Nếu mà có đơn vị mà người ta ký hợp đồng bao tiêu thì chắc chắn đây là một cái cây kinh tế. Mình nghĩ là không có một loại cây nào, kể cả keo chắc cũng chưa chắc đã địch thủ được. Vì nó người ta tính sau này người ta mua khối mà giá theo, ví dụ như sau này mà bây giờ giá đang 2 triệu mấy, sau này lên 2 triệu mấy một khối, mà trong khi đó những một cây như vậy đã được bao nhiêu rồi, mà nó cao thẳng đẹp như này đây, các bạn nhìn đây, từ sát từ đây rất là cao đẹp luôn đấy, được có ký kết hợp đồng đàng hoàng nhá, đối với đơn vị người ta cung cấp giống cho loại này rất là mới đấy các bạn. Đây các bác sẽ cùng em di chuyển xuống phía bên dưới, đường nó hơi khó đi chút. Ôi dồi, đường nó hơi khó đi các bác nhé. Đây này các bác, cái khu vực mà những cái cây cây tạp mà được cắt hết toàn bộ đi mà trồng này rất đẹp này. Quá nhìn thẳng tưng đẹp lắm. Đều tăm tắp luôn, cái lá của nó rụng như mùa này là nó rụng đi, nó thay ra các cái lá non rồi, lá to. Đấy đẹp không các bác? Cây, một cây kinh tế mới nha. Nói chung ở khu vực mình đấy thì đối với hộ này là trồng thí điểm đầu tiên này. Chưa có một hộ nào trồng tiếp theo, mà tới này thì nếu mà thấy nó hiệu quả này thì anh em sẽ tham khảo mà đưa vào sử dụng để cây trồng phát triển cây trồng kinh tế chủ lực em. Sẽ có nhiều anh em các cái hộ mà người ta đang có đất để vào trồng ấy. Nên nên tham khảo các bác, nên tham khảo. Có địa chỉ tại Chầu Văn Khiêm nhé, địa chỉ tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhé. Nếu mọi người ở gần gần đây thì có thể đến xem trực tiếp thực địa đi. Xem trực tiếp luôn các bác nhé, đây này. Cây gốc rất thẳng này, thẳng cao lắm. Đây, thẳng cao đẹp luôn. Cành của nó là lớn lớn lên đến đâu là nó rụng đi thôi các bác nhé. Đối với loại cây này nó không, các cái cành này là nó không phát tán ra để sau này nó thành cây gỗ đâu. Như như cành này là đã nó đã chết và nó tự tự rụng này. Nó sẽ để lại các cái mắt, các cái mắt nó rụng và nó hóm đi hết này. Cây thẳng luôn các bác. Loại này thì cứ cắt là thành khúc thành khối thôi, rất thẳng luôn. Đây nha các bác nhé, các cái cành nó lên đến đâu sao nó lên đến nó rụng đi là nó liền như thế này luôn này. Đây này, các cái mắt của các cành nó liền lại luôn này. Cây này nó có cái da ghê lắm, sần sần như da cóc ấy. Đây là những cây này rất là thẳng đẹp này, ngay góc bên dưới này. Và ở ngay bên cạnh đây là các bạn có thể nhìn thấy là cây keo trồng cùng cùng loạt luôn nhé, trồng cùng loạt luôn so với cây này luôn các bác nhé. Đây ở bên này thì đấy, cây keo lúc đấy là cũng rồng 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 cùng nhau luôn, mà so sánh đối với những cái cây này thì làm sao mà lớn được những bằng những cây này được. Cây này lớn nó phải gấp 3 gấp 4 lần, gấp 3 gấp 4 lần luôn. Để các bác theo dõi thì nhớ đăng ký kênh của em nhé, để sau này khi mà được khai thác rồi em sẽ review khai thác và để tính xem cái giá trị của nó như thế nào các bác nhé. Đây em có một cái kênh của em có cái danh sách phát những mô hình kinh tế từ dòng cây ấy, các bác có thể vào theo dõi. Có rất là nhiều cây hay đấy các bác nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, nhớ subscribe kênh để theo dõi nhiều video miễn phí trên kênh của mình nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.